Hi, hello mọi người, lại là mình đây, rất lòng vòng. Lâu quá rồi mới lên clip cập nhật lại cái dòng cá bên mình đang có nha mọi người. Thì hôm nay mình làm clip này chủ yếu là muốn share lại với anh em một số dòng cá. Chủ yếu tạo là chuyển giống tập trung trở lên nha anh em. Cùng mình đi để xem cái dòng cá đấy là gì nha. Chỉ có những cái combo hấp dẫn dành cho mọi người đó. Cùng mình đi nha. Dòng cá xịn sò đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người đó là dòng Blue Topaz BDS Big Tail nha mọi người. Cá này thì cá size còn rất to, tầm 2 tháng thôi nha mọi người. Đó thì mọi người có thể thấy body, quay, đuôi rất là căng đẹp nha mọi người. Đó mọi người có thể nhìn và so sánh cá Blue Topaz so với những cái chỗ khác ha. Thì cái con cá Blue Topaz này á, chất lượng thôi nha mọi người. Đó càng chủng về đuôi, quay với lại body thì giá nó càng cao nha mọi người. Mọi người có thể đi tham khảo. Đây là cá mái của Blue Topaz BDS Big Tail nha mọi người. Đó thì cái dòng cá Blue Topaz Big Tail này em đang bán với giá là 170k một cặp nha mọi người. Combo 3 cặp là 450k nha mọi người. 170k một cặp nha. 170k một cặp cho cái bộ Blue Topaz BDS Big Tail tuyển giống như thế này nha mọi người. Mọi người mua combo 3 cặp là chỉ với giá 450k nha. Đây là cái khu nuôi cá ngoài trời của mình mọi người. Sáng tiện cũng quay cho mọi người xem cập nhật lại cái khu nuôi cá của mình. Thì hiện tại cái dòng các bạn có thể thấy là dòng Deadly Big Pin nha mọi người. Hàng này thì em đang bán là 150k một cặp nha mọi người. Cá này size sinh sản rồi, mọi người có thể mua về để ghép chống mái luôn nha mọi người. Cá tình trạng là rất khỉ và sung nha. Đấy, dòng này là dòng Deadly Big Pin nha mọi người. Tí nữa em sẽ quay cái size view cho mọi người xem nha. Rồi, còn đây là Blue Lay này mọi người. Blue Lay BDS. Đó, này thì hàng tầm thấp nha. Này thì chỉ có 50k một cặp thôi nha mọi người. Combo 50k một cặp, combo 5 cặp là 200k nha mọi người nha. Đây là cá mái của Blue Lay này mọi người. 50k một cặp, combo 5 cặp là 200k nha mọi người. Đó. Còn đây là dòng Albino Red Lay này mọi người. Bộ này là bộ Delta mọi người. Thì hiện tại cái này em cũng xả luôn. Còn có 4 trống với lại 3 mái mọi người. 4 trống 3 mái, 4 trống 3 mái. Cái này em bán lại cho anh chị em là 200k nha mọi người, 200k. Để em quay size view cho mọi người xem. Đó. Thì đây. Cái dòng này là dòng Albino Red Lay nha mọi người. Rồi. Anh chị em có thể xem size view giúp em luôn nha. Đó. Cá mọi người có thể so cá với lại ngón tay út em nha. Đó. Cái bộ cá này thì khá là đẹp luôn. Anh em chị em xả thôi chứ. Cái lúc trước là em bán cái này là 150 cặp nha. 150 cặp giờ chỉ còn lại 4 trống 3 mái em xả luôn 200k. 200k cho anh em chơi trải nghiệm trong thác cổ và quay đuôi với lại hô văn đẹp như thế này nha. 200k mọi người mua về có thể là ghép sinh sản rồi luôn. Rồi hiện tại là em cũng đang ghép nè mọi người, em cũng đang ghép cho nó sinh sản đó. Còn đây là size view của dòng Blue Lay nè mọi người, để em quay cho mọi người xem. Đó, đây là size view nha mọi người. Cá đây còn rất là to luôn á mọi người, cá size nhỏ lắm. Đây mọi người có thể so với em. Đó, so với lại cái ngón út của em nha. Đó, Blue Lay. Blue Lay combo 5 cặp chỉ có 200k thôi mọi người. Combo 5 cặp 200k nha mọi người. Đấy. Ngoài ra thì em ngoài ra có cái dòng cá em đứt hàng từ rất là lâu luôn mọi người. Em dứt sẵn ra vậy nè. Tại vì em làm cái clip á nên em dứt sẵn ra vậy nè, quay cho mọi người xem. Đó là dòng combo BDS Hắc Môn nha mọi người. Combo BDS Hắc Môn. Đó. Đây. Mọi người có thể thấy quay đuôi rất là căng luôn nha mọi người. Cái hàng này em đang bán với lại cái giá là 80k một cặp nha. Tại vì số lượng không còn nhiều đâu mọi người. Số lượng không nhiều, 80k một cặp nha mọi người. Combo 3 cặp là 200k. Combo 3 cặp là 200k. Combo 30 cặp. 3 cặp là 200k nha mọi người. Combo BDS Hắc Môn mọi người có thể này. Có thể xem cái góc quay với lại cái đuôi rất là to luôn nha mọi người. Đó. Cá đây còn rất là to nha mọi người.
đá rất là to, góc đuôi hắc môn rất là đẹp luôn nha mọi người, ti cổ rất là đều. Mấy cái viền đen đen trắng trắng này á mọi người, là không phải nó bị lỗi đâu nha, là cái này á là nó còn lớn nữa mọi người, còn lớn nữa, nên cái viền nó chưa có đỏ. Nếu mà nuôi đạt sai á thì cái sai cá nó sẽ ấy hơn ha. Con cá em gửi cho mọi người sẽ là cái con cá có kích thước với lại bung bay đuôi như cái con bên cái ngón tay út em nha. Còn cá bên đây nó còn to á mọi người, nên nó chưa lên đủ. Em sẽ bắt cho mọi người là những cái con cá như thế này nha mọi người. Đó. Rồi. Đây là dòng Dumbo Pelé ha con, em soạn sẵn luôn á mọi người. Mọi người bắt là em quay clip qua cho mọi người. Mọi người mua cá thì inbox số Zalo em để chạy trên màn hình ha. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì em có thể ship hỏi tóc nha, tại vì em cũng không có tiện mà tiếp khách đó mọi người, tại vì em là nuôi cá phòng trọ mà phòng trọ của em ở trên lầu nữa mọi người. Phòng trọ của em ở trên lầu nữa nên em không thể nào mà tiếp khách được hết trơn á. Anh em mà như qua có hẹn trước á thì anh em có thể qua để lựa cá luôn. Lựa cá luôn nha. Đây là cá mái Dumbo này mọi người. Để em vớt cho mọi người xem nha. Đây là cá mái Dumbo BDS hấp môn bên em nha. Đó, thì số lượng em không còn nhiều mọi người. Tại vì em cũng đang bỏ dòng nữa nên bán cho mọi người 80k một cặp nha mọi người. Còn bo 3 cặp là 200k một nữa để thấy nè. Đó, quay đuôi của nó rất là to luôn. Cái đuôi thì hấp môn đẹp như thế này nha. Đuôi hấp môn là cái đuôi 180 độ mọi người. Đó. Mọi người có thể thấy đó, con cá mái này quay rất là đẹp, quay rất chỉnh tu rất là đẹp. Đó, cái đuôi thì hấp môn rồi. Đó, mọi người có thể cảm nhận nha. Cho sai cá với lại con út của em nha. Sai cá này thì có thể về sinh sản nha mọi người, có thể về sinh sản nha. Và khi mà mọi người mua cá bên em thì em cũng có gửi kèm cho mọi người, ví dụ mua một con bo em có thể gửi cho mọi người thêm một cặp nha. Đó, đó, tùy theo anh em mua hàng nhiều hay ít nữa thì lúc đó em sẽ gửi thêm cho mọi người, chứ nếu mà gửi quà tặng nhiều quá cái phí ship nó lên cao em gánh không nổi mọi người, em gánh không nổi đâu. Rồi, nãy giờ là giới thiệu cho mọi người được 3-4 dòng rồi đúng không? Là Blue Lay, Albino Red Lay, Blue Lay với Albino Red Lay, rồi Dumbo rồi đúng không? Rồi hiện hôm đợt á là anh em hỏi em full gold nhiều lắm, hỏi em có full gold không? Thì lúc trước là em không có, nhưng mà bây giờ thì em có được cái dòng full gold rồi. Đó, ok ha. Dòng full gold để em quay full gold cho mọi người xem nha. Đây, gold thì em có soạn sẵn luôn nha mọi người. Đó. Đây, full gold đây nha mọi người. Full gold dành cho anh em chơi đây. Vàng kề luôn nha anh em. Full gold ri bông. Full gold ri bông nha mọi người. Full gold ri bông tay bơi. Anh em kêu tay bơi bướm cũng được đó, full gold ri bông tay bơi bướm phân xì đó, đó đó, anh em có thể gọi như vậy luôn nha. Còn em chỉ gọi là full gold ri bông thôi. Đấy. Đấy, mọi người có thể thấy cá nó vàng như thế này nè mọi người. Đó, đó, full gold này em đem bán 80k một cặp nha mọi người. Full gold ri bông sắp lên full vàng hết nha mọi người, sắp lên full vàng hết đó, mọi người có thể thấy, mọi người có thể xem trong video ha. Đấy, full gold em 80k một cặp, combo 3 cặp là 200k nè. Combo 3 cặp là 200k ha. Trước khi gửi cá đi cho mọi người, em sẽ quay video cho mọi người xem. Đó, đây là dòng full gold. Cái dòng này em cũng đang tâm đắc, số lượng thì không còn nhiều đâu mọi người, chỉ còn 50 cặp thôi. Đó, anh em có thể tham khảo nha. Full gold đi bông rất là đẹp luôn. Đó, cái tầm đi bóng dài một lòn, cái tay nó cũng dài nữa mọi người. Đó, 80k một cặp nha mọi người, 80k một cặp, combo 3 cặp là 200k. Combo 3 cặp là 200k, chỉ có được tầm 3 đến 4 combo cho cái dòng cá full gold này nha mọi người. Chỉ có tầm 3 combo thôi, 3 đến 4 combo cho mọi người thôi. Anh em nào chốt 2 combo em tặng thêm cho anh em một cặp nha. Full gold này không có nhiều, mà với lại cái hàng nó đẹp như thế này nữa thì không có nhiều đâu mọi người. Đó, mọi người để xem nha, full gold rất là đẹp luôn. Đó, cá em sổ sẵn luôn. Tí nữa em livestream em bán nữa, em livestream là em giới thiệu với mọi người dòng full gold bên em luôn. Đến với dòng tiếp theo em muốn giới thiệu với mọi người dòng đây, anh em nào mà chơi size view hay là thủy sinh đó, đều rất là đẹp, hoặc có thể làm giống nha. Đó, thì dòng tiếp theo em muốn giới thiệu với mọi người đó là cái dòng
rồng tiếng nha mọi người. Đó, cái dòng rồng tiếng nha. Cái dòng rồng tím ti luôn nha mọi người. Đuôi nó có bắn tia luôn nha. Đây. Đây là dòng rồng tím bên em nha mọi người. Thì cái dòng rồng tím này á, anh em bán 80k một cặp luôn nha mọi người. Combo 3 cặp là 200k, combo 3 cặp là 200k. Cái dòng rồng tím này hiện tại em chỉ còn 3 combo cuối cùng thôi nha mọi người. Tại vì á, cái dòng rồng tím này á rất khó là làm ra luôn nha mọi người. Anh em nào mà chơi dòng rồng tím rồng xanh á có thể biết. Khi mà chơi mấy cái dòng này á thì cái tỷ lệ nhiễm nó rất là cao luôn á. Nên á, để đạt được những cái con cá chất lượng size to với lại cái màu tím đẹp rõ ràng như thế này á thì không hề dễ dàng, nên giá trị nó rất là cao nha mọi người. 80k một cặp, 80k một cặp cho một dòng rồng tím nha mọi người. Để em quay side view cho mọi người xem nha. Đó, đây là top view nè. Giờ em quay side view cho mọi người xem. Đây, đây, đây là side view nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy không, dòng rồng tím bên em là cái dòng rồng tím, cái đuôi nó bắn tia luôn mọi người. Đuôi nó gần như là hấp luôn, luôn. Rồng tím BDS, rồng tím BDS hấp luôn. Đó, bắn mà còn bắn tia nữa. Ở trên người á thì nó có cái lớp giáp platinum, nó leo rất là cao luôn nha mọi người. Lớp giáp platinum rất là cao luôn. Đây, mọi người có thể xem nè. Đó, mọi người có thể thấy. Đó, dòng rồng tím của em á, nếu mà nuôi tốt view á thì rất là đẹp luôn. Tại vì ở trên đầu á, nó phủ gần hết cái giáp platinum lên đầu à. Còn side view á, mọi người cũng có thể xem nè. Đó, side view, cái dòng rồng tím á, cái đuôi nó bắn tia rất là đẹp luôn. Quay cao, quay BDS luôn nha mọi người. Quay BDS rất là cao luôn. Đó, chỉ 80k một cặp mà mua combo 3 cặp thì chỉ còn 200k thôi nha mọi người. Đó, hiện tại em chỉ còn 3-4 combo rồng tím cho mọi người, cho anh em trải nghiệm hơn. Nên anh em nhanh tay chốt với em nha. Chốt với em số điện thoại của em để trên Zalo ha. Phí ship đơn dưới 200k là 30k cộng 20k thùng sớm nữa là 50k nha mọi người. Đó, còn phí ship đơn hàng trên 300k là tổng giá 30k, còn đơn trên 500k em vừa đi ship nha. Hình thức đặt hàng với gửi hàng bên em cũng xin nhắc lại với mọi người luôn là cọc trước giúp em 50k, ít nhất là cọc trước em 50k em sẽ có hoặc chuyển khoản hết em sẽ tặng thêm cá. Đó, đó là cái chính sách gửi hàng bên em nha. Cái đó là em tự ra luôn á mọi người, em tự ra luôn. Nói chung á, mua cá anh lại anh em cũng thường sợ lừa gạt rồi này nọ, nhưng mà nếu mà lừa gạt rồi này nọ, anh em nên cũng nên tin tưởng người bán một tí, cũng như là em á mọi người. Em cũng tin tưởng mọi người, tại vì em cũng bị bầm bà họ đó ship code gì đó. Nhưng mà hiện tại em không ship code nữa nha mọi người. Em có ship code với điều kiện là anh chị em á cọc trước giúp em 50k chuyển khoản Momo hoặc tài khoản ngân hàng nha. Cộng cọc giúp em trước 50k tài khoản Momo hoặc tài khoản ngân hàng ha. Đó, coi như là mình làm niềm tin với nhau thôi. Rồi còn bao nhiêu nữa nhận cá thanh toán với đơn vị vận chuyển. Phui cá ra nằm trong bọc, cá chết cá bệnh cá hư nằm trong bọc, gửi video lại cho em. Cá còn nằm trong bọc em chuyển khoản đền thì hoặc là em gửi cá khác lại cho anh chị em nha. Đó, ok, đó là cái chính sách gửi hàng bên em ha. À quên, sáng tiện giới thiệu với các anh em cái dòng Redline luôn nha. Đây là cái dòng Redline. Redline thì em chỉ bán có 30k một cặp thôi mọi người. 30k một cặp thì size cá nó còn nhỏ lắm, em xả hết cho anh em luôn. Đó, cái dòng này là dòng Redline nè. Redline là 30k một cặp nha mọi người. Cái dòng Redline này để em lấy cây giọt, em giọt cho mọi người xem. Đó, đây, cá nó lanh lắm mọi người, cá nuôi ngoài trời á, nó rất là lanh luôn. Đó, đây, Redline là cái dòng có hồ quang ở trên thân á. Đó, mọi người có thể thấy ha. Redline, Redline chỉ có 30k một cặp thôi nha mọi người. Combo 4 cặp 100k, combo 4 cặp 100k, hơn 100k em đã ship rồi nha mọi người. Đó, phía ship thì em đã có, nãy giờ có nói cho mọi người biết rồi. Đây, đó, đây là Redline 30k một cặp, combo 100k 4 cặp nha mọi người. Đó, Redline. Cá mái của Redline thì nó còn nhỏ lắm mọi người. Đó, nó còn nhỏ lắm. Đây, nên mọi người mua về cho đó, nó dễ hơn là cho những cái con cá size lớn. Ok ha. Đó, đó là những dòng cá bên em. Ngoài ra em còn có những cái dòng cá cao cấp hơn sẵn để giới thiệu với mọi người luôn. Còn đây là dòng Albino Redline. Dòng cá trên thị trường cũng rất là ít nha mọi người. Albino Redline. Đó, cái dòng này em đang bán với giá là 400k một cặp nha mọi người. 400k một cặp nha, 400k một cặp, combo 3 cặp là 1 triệu, combo 3 cặp là 1 triệu. Dòng Albino Redline nhỉ như thế này, anh em nào siêu tầm á
có thể tham khảo nha. Đó, Abino Replay. Ngoài ra em còn có cái dòng lay ha. Đây, dòng Replay. Replay BDS, cái dòng Replay BDS. Đó, cái dòng này em đang bán với giá 150k một cặp nha mọi người, 150k một cặp. Combo. Combo 3 cặp đi. Combo 3 cặp. Combo 3 cặp 350k. Ok, chốt luôn. Combo 3 cặp 350k. Đó, thì tại vì số lượng em còn rất là nhiều. Nhưng mà anh em có thể so sánh cái dòng lay này với lại các dòng lay ở bên shop khác ha. Cái hoa văn trên thân á, mọi người có thể thấy cái hoa văn trên thân rất là đẹp luôn. Đó. Red lay BDS, lay nhuyễn nha mọi người. Size tiễn giống, tiễn giống. Những cái con lay nhuyễn em sẽ bán 150k cặp, combo 3 cặp là 350k. Còn những cái con mà cái lưng nó gãy hơn á mọi người, cái lưng nó gãy với lại hậu bự hơn á, em chỉ bán 80k một cặp nha, 80k một cặp. Anh em cần loại nào thì nhắn tin Zalo em để trên màn hình á, là mọi người yêu cầu em gửi cái hàng đó cho mọi người, em sẽ quay video cho mọi người. Đó, ok thì chốt rồi. Ngoài ra em còn ít blue lay nè mọi người, ít blue lay. Blue lay BDS em đang bán 150k một cặp nha. Blue lay BDS 150k một cặp nha mọi người. Mọi người có thể thấy đó, cái quay đuôi nó rất là bự mọi người, quay đuôi bự với lại lay nhuyễn đó mọi người. Đó, anh em có thể tham khảo nha. Ngoài ra hiện tại em còn có một số dòng cá lóc cũng sẵn muốn giới thiệu với anh em luôn. Đây, bé này là yellow sen tarum nha mọi người, 250 size 12. Đó, anh em nào muốn chơi săn mồi em có luôn. Yellow sen size 12, 250k. Em thùng rồi nha. Giờ chịu theo mồi rồi. Mới cho ăn cái ấy á. Đó, đợi. Chứ bình thường cá lóc mọi người mà mua về chưa thùng khó là nó tiện nấp không à. Đó, còn cá mà thùng rồi chắc chắn giá sẽ cao hơn nha mọi người. Nên mọi người yên tâm, giờ chỉ thả vô hồ mình chơi thôi. Đó, đưa tay vô không chạy mà. Đó, Yellow Centaurum, anh em có thể tham khảo giá ở các shop khác ha, rồi có thể quay lại anh em để coi chất lượng cá cũng như là giá cả. Đó, đó. Yellow Sen size 12 cm. Đó, giá là 250k nha mọi người, 250k. Ngoài ra anh em nào muốn trải nghiệm cá lóc mà thấp hơn á, đó, thì em có dòng lóc bay xanh Ninh Bình nè mọi người. Đó, em cũng thùng luôn à. Đó, mọi người có thể thấy rất là đẹp luôn. Giá 80k một con mọi người, 80k một bí nha. 80k một bí quay xanh Ninh Bình như thế này nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy. Đó, màu mì quay cổ rất là đẹp luôn. Rất là sung luôn nha mọi người. Đó, lóc quay xanh Ninh Bình, ok chưa? Ngoài ra anh em nào mà muốn chơi cá lóc mà size mini, anh em có thể tham khảo cái bí Death Santarum này nha. Đó, Death Santarum. Đó, size này thì mới có size 9 size 10 thôi anh em. Đó, size 9 size 10 thôi nha. 250k luôn, size 9 size 10 Red Santarum. Đó, 250k. Size mini anh em có thể mua về trải nghiệm hồi nhỏ nha. Đó, đó là cập nhật tất cả các loại cá bên em đang có. Hoặc anh em nào yêu cá vàng mà cá vàng em chỉ ship ở thành phố Hồ Chí Minh thôi nha. Thành phố Hồ Chí Minh rồi, cá vàng 10.000 một con, 10.000 con, bắt 20 con 150k, bắt 20 con 150k, xả hết hồ luôn, qua hết. Hết hồ đây chắc còn cũng tầm được 30 con. Chắc cũng tầm đó mọi người, hết hồ đây luôn, em đổi cho mọi người 200k ở Hồ Chí Minh qua bắt giúp em nha. Đó, xả nó lấy hồ luôn nha. Đó, rành chu đen ha, đen lục màu vàng. Đó, thì cá này thả thủy sinh thôi chứ chuẩn chuyển về thì em cũng chả biết đâu. Em nhập về bán mà giờ chơi cũng được một thời gian rồi nên muốn xả lại cho anh em luôn. Đó, thì đang chung hết hồ đây luôn, còn mua lẻ là 10.000 con, còn qua bắt hết hồ đây luôn. Anh em có thể em quay hết hồ cho mọi người xem. Đó, bắt rồi, hết hồ luôn, 200k thả đi sinh chơi vui. Đó, vậy thôi à. Đó là tất cả cái dòng cá bên em đang có rồi, mọi người. Anh em nào yêu mến cái dòng nào có thể inbox ngay số điện thoại em để trên màn hình nha, inbox giúp em. Đó, rồi anh em nhắn tin trò chuyện chốt đơn gửi đi thôi à. Đó,
em xin nhắc lại luôn là hình thức gửi hàng bên em là em gửi video, anh chị em chốt cá em sẽ gửi cá đi chèn cái video như vậy ha. Rồi có ship có luôn, với điều kiện anh em cọc trước giúp em 50-100k chuyển khoản ngân hàng hoặc Momo giúp em nha. Đó, còn số tiền còn lại anh em có thể thanh toán qua thanh toán khi nhận hàng ha. Đó thì em cũng xin nhắc lại cái hình thức vận chuyển như vậy. Còn phí ship đơn dưới 200k, phí ship đơn dưới 200k là 20k thường số, 30k ship là 50k. Đơn trên 200k là từ 200k trở lên mọi người thì phí ship á là chỉ 30k ha, còn quốc luôn, còn thường số em free luôn, còn nơi trên 500k em free ship em free thường số luôn. Đó là chính sách bảo hành bên em ha, với lại chính sách gửi hàng với lại phí ship bên em. Cảm ơn anh em mọi người đã tin tưởng và ủng hộ. Anh em nào yêu mến các dòng cá nào inbox ngay cho em nha. Số lượng các combo 200k em chỉ có khoảng 3-4 combo đó, nên mọi người nhanh tay nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần bên gia đình và người thân thật vui vẻ hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.